nay mình cắt như cô vậy sao? À không, em mới nhận được việc văn phòng á. Anh tư vấn cắt cho em cái kiểu để mình phù hợp với văn phòng. Dạ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vin Bang Shop Vũ Trí sẽ thay đổi cho bạn này từ một phong cách hip hop đường phố chuyển qua phong cách văn phòng. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around, wow. So where do we go when everything feels like it just stays the same? Where do we go from here when everything is said and done? This is what we do. We get down to the beat, y'all. We get down, down to the beat, y'all. Let's get down. We get down to the beat, y'all. Yeah, it's like I'm stuck in this mystic cloud, waiting for something I can't get out. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around.